Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ trưởng Công an sử dụng con bài Thanh Nhàn IC để mặc cả với Tổng Bí thư Trọng điều gì? Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, lại được Bộ Công an kêu gọi ra đầu thú một lần nữa. Truyền thông nhà nước vào ngày 10 tháng 10 đưa tin, thông báo của Bộ Công an Việt Nam nêu rõ vào ngày 23 tháng 10, Tòa án tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa ra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh ra xét xử. Vụ án này xảy ra khi đương kim Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy ở Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2011-2015. Bộ Công an tiếp tục kêu gọi Chủ tịch IC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú. Giới thạo tin đánh giá, Bộ Công an của ông Tô Lâm đang lặp đi lặp lại các thông báo yêu cầu kêu gọi đầu thú đối với bà Nhàn là một chủ ý có tính toán, chứ không đơn thuần là biện pháp nghiệp vụ của ngành công an. Giải thích câu hỏi đó và vì sao lại như vậy? Đó là lý do. Thứ nhất, ông Tô Lâm và phe cánh đã có những bằng chứng cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm cách đẩy Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an để đưa đàn em thân tín của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Phan Đình Trạc lên ngồi thay. Theo tính toán của Tổng Bí thư, khi ông Trọng không thể ngồi tiếp ghế Tổng Bí thư lần thứ tư liên tiếp theo tham vọng vào nhiệm kỳ Đại hội 14, thì người kế nhiệm chức Tổng Bí thư sẽ là Vương Đình Huệ và chiếc ghế siêu quyền lực Bộ Công an sẽ do Phan Đình Trạc ngồi. Thứ hai, Tô Lâm muốn nhắc lại với ông Trọng ân huệ và đặc vụ của Bộ Công an vào năm 2017 đã liều mình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin, nước Đức, rồi đưa về Hà Nội, nhờ đó đã tạo ra tiền đề trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi động công cuộc đốt lò để triệt hạ đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau chiến thắng của ông Trọng tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12. Thông điệp Tô Lâm muốn gửi tới ông Trọng là nỡ lòng nào ông Tổng Bí thư lại lật kèo và đối xử với Bộ trưởng Công an Tô Lâm đến như vậy. Đó cũng là lý do vì sao khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời chức Chủ tịch nước, nhiều ý kiến đề nghị ông Tô Lâm phải đảm trách chức vụ này, nhưng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dứt khoát từ chối. Ông Tô Lâm không muốn để Phan Đình Trạc được hưởng lợi. Truyền thông của Đức vào tháng 8 năm 2023 đã công khai loan tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ẩn náu ở Đức sau một thời gian ẩn trốn ở Anh Quốc. Thông tin còn cho biết thêm, phía Hà Nội có yêu cầu Berlin phối hợp dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam. Tuy vậy, yêu cầu này đã bị từ chối thẳng thừng. Đồng thời, chính phủ Đức cảnh báo Hà Nội không được bắt cóc bà Nhàn trên lãnh thổ nước Đức. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay. Vậy mà cho đến nay, Bộ Công an của ông Tô Lâm cũng chỉ úp mở về chuyện họ chưa bắt hay khó có thể bắt được bà Nhàn, đồng thời cũng không công bố hiện bà Nhàn đang trốn ở đâu. Giới thạo tin thì tiết lộ quan hệ giữa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và trưởng ban nội chính Trung ương Đảng Phan Đình Trạc từ lâu vốn đã cơm không lành, canh chẳng ngọt. Ông Phan Đình Trạc là phó thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương và là một người thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trạc thường có biểu hiện tham vọng muốn ngồi đến chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm. Phải chăng đó là lý do báo Thanh niên vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 cho biết Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định Bộ Công an luôn quán triệt điều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý nhiều lần là không cua cậy càng, cá cậy vầy. Sau đó, vẫn theo tờ báo Thanh niên, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư vào ngày 27 tháng 2 năm 2023, trưởng Ban Nội chính Phan Đình Trạc đã đề nghị các cơ quan nội chính thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cơ chế phối hợp tránh cua cậy càng, cá cậy vầy, quyền anh, quyền tôi. Theo giới trinh sát thì đó là phát biểu đáp trả của Tô Lâm đối với ông Phan Đình Trạc, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam hiện nay. Điều đó liên quan gì tới thất bại của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vừa qua, cộng với mối quan hệ của ông Trọng với Trung Quốc đang trở nên rất xấu. Xin nhắc lại, Trung Quốc lâu nay là thế lực chính trị hậu thuẫn và tạo nên quyền lực trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc đánh bại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội lần thứ 12. Kể từ đó, ông Trọng đã thâu tóm trọn và có quyền lực tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù trước đó tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 năm 2012, Tổng Trọng đã phải bật khóc bởi bất lực vì không kỷ luật được ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bộ trưởng Bộ Công an sử dụng con bài Nguyễn Thị Thanh Nhàn IC để mặc cả với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều gì? Hội nghị Trung ương 8 kế hoạch nhân sự Đại hội 14, sự thất bại cay đắng của Tổng Trọng. Hội nghị Trung ương 8 bế mạc hết sức tẻ nhạt, phần nào cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trải qua một kỳ hội nghị Trung ương không xuôi chèo mát mái. Nội dung quan trọng nhất của hội nghị này là bàn về công tác nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 14, dự kiến sẽ khai mạc vào đầu năm 2026. Hội nghị Trung ương 8 cho thấy uy tín của Tổng Bí thư đã giảm sút nghiêm trọng, chưa từng thấy. Không chỉ là những thông tin ngoài luồng được chia sẻ trên mạng xã hội, mà kể cả truyền thông chính thống là Đài Tiếng nói Việt Nam, giữa kỳ họp Trung ương vào ngày 5 tháng 10 đã tung ra một bài viết cỡ bom tấn để mà tấn công ông Tổng Bí thư. Một câu chuyện rất lạ và hiếm có xưa này tại Việt Nam. Bài viết với tựa đề "Chúng ta đã để lọt cán bộ không đủ đức, đủ tài vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Bài báo này phê phán ở nhiều nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cán bộ không đủ đức, đủ tài vẫn lọt vào Ban chấp hành Trung ương. Mà rõ ràng Tổng Bí thư chính là trưởng tiểu ban nhân sự của các khóa đại hội lần thứ 12 và 13. Phải chăng bài báo này ám chỉ ông Trọng phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu? Bế mạc tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tại Việt Nam. Có lẽ đó là lý do Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp thảo luận quy hoạch nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Điều vẫn được cho là thuộc sự độc quyền tuyệt đối của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trước đại hội lần thứ 12 cho đến nay. Thông cáo của ngày làm việc thứ 6, Hội nghị Trung ương 8 cho biết điều kể trên, cộng với việc trước đó một ngày, Hội nghị Trung ương 8 đã bầu bổ sung 3 ủy viên cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở khóa 13, trong đó có ông Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, là em vợ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là dấu hiệu cho thấy vòi bạch tuộc của ông Tô Lâm đã luồn rất sâu vào bộ máy của Đảng, nơi vốn là độc quyền của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Toàn cảnh một kỳ họp của Hội nghị Trung ương. Một vấn đề nhân sự duy nhất ông Trọng đưa ra thành công, đó là việc hội nghị đã thống nhất bầu bổ sung trưởng ban đối ngoại Lê Hoài Trung vào Ban Bí thư Trung ương. Còn các việc phức tạp nhạy cảm khác thì là một con số không. Vì sao nói như vậy? Lý do cụ thể thứ nhất là ông Phạm Minh Chính vẫn trụ vững, dù rằng người đàn em của ông Chính thời ở Quảng Ninh là Nguyễn Văn Đọc vừa bị trảm không thương tiếc. Thứ hai là kế hoạch bổ sung 2 ghế Ủy viên Bộ Chính trị bị trống của Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh bất thành. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang do Tổng Trọng đề nghị đưa vào Bộ Chính trị cũng thất bại. Thứ ba là việc định đẩy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ra khỏi Bộ Công an để cho đàn em thân tín là Phan Đình Trạc ngồi thay, theo tính toán của Tổng Bí thư cũng không đạt được. Những điều vừa liệt kê cho thấy trong vấn đề về nhân sự, ông Trọng đã hết quyền uy. Đến lúc này không phải ông Trọng cứ muốn là được như trước đây. Theo giới quan sát, nghiên cứu diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc vào ngày 8 tháng 10 đã bộc lộ rất nhiều điều. Diễn văn này cho thấy kế hoạch nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước cho Đại hội 14 đã thất bại và phải bỏ dở để bàn tiếp trong các hội nghị Trung ương lần tới. Mà khi đó thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng già và yếu hơn. Trong diễn văn bế mạc ban đầu, ông Tổng có nói quy hoạch xong Ban chấp hành Trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhưng ngay trong một đoạn sau đó thì ông Tổng Bí thư lại nhấn mạnh rằng lấy quy hoạch nhân sự cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước để làm cơ sở cho công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương mới tại Đại hội lần thứ 14. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Điều này khiến người ta không rõ công đoạn nào mới là khâu cơ sở của ông Tổng Bí thư. Cách lập luận cho là lúng túng như gà mắc tóc đã phản ánh quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14, một nội dung quan trọng của kỳ họp, vẫn chưa hoàn tất. Sự rối rắm này còn thể hiện ở chỗ sau hội nghị Tổng Bí thư Trọng vẫn không thành công trong việc tái cơ cấu bộ tứ Trọng mơ, đó là nhân sự tứ trụ mà ông Trọng muốn đưa ra có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ông Trọng nếu ông ta hạ cánh về hưu, không bị các thế lực kình địch trong đảng hồi tố tống vào tù. Đó chính là nỗi lo chung của những kẻ độc tài, mất hết nhân tính, coi đồng chí như kẻ thù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Hội nghị Trung ương 8, kế hoạch nhân sự Đại hội 14, sự thất bại cay đắng của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de